Nhà thơ người Mỹ gốc Việt Ocean Vuong nhận giải thiên tài MacArthur năm 2019. Thưa quý vị, theo The Advocate đưa tin, nhà thơ Ocean Vuong vừa nhận được tài trợ của quỹ thiên tài MacArthur vào năm nay. Tác giả Ocean Vuong, người Mỹ gốc Việt 30 tuổi, là một nhà văn, nhà thơ và phụ tá giáo sư tại Đại học Massachusetts của thành phố Amherst. Các tác phẩm của nhà thơ Ocean Vuong bao gồm cuốn tiểu thuyết đầu tay ra mắt năm 2019 mang tên Earth Will Briefly Gorgeous, tập thơ Night Sky with Acid Wounds xuất bản năm 2016, cuốn sách No. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi cho những tác phẩm này, bao gồm giải thưởng T.S. Eliot, giải thưởng Pushcart và giải thưởng White cho tác phẩm thơ. Nhà thơ Ocean Vuong tốt nghiệp trường Đại học Brooklyn, khoa Văn học Anh Quốc, thế kỷ thứ 19. Anh sinh ra tại Sài Gòn. Gia đình của anh phải ra đi tị nạn vì có tổ tiên thuộc nhiều chủng tộc. Ông nội của anh là một người lính Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Ông đem lòng yêu một cô gái nông dân mù chữ, người Việt, chính là bà của anh. Nhà thơ Ocean Vuong theo gia đình đến tị nạn tại Phi Luật Tân trước khi định cư ở tiểu bang Connecticut vào năm 1990. Quỹ học bổng MacArthur, hay còn được biết đến với tên gọi khác đó là tài trợ thiên tài, mỗi năm khoảng 20-30 người trong các lĩnh vực khác nhau sẽ được trao tặng vinh dự thiên tài vì sự độc đáo và cống hiến đặc biệt trong việc theo đuổi sáng tạo của họ và khả năng tự định hướng rõ rệt. Mỗi thành viên nhận giải thiên tài MacArthur sẽ được thưởng 625.000 Mỹ Kim mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Đây được coi như là khoản đầu tư vào tiềm năng của họ.